Xin chào các bạn. Bản tin xe buýt ngày 25 tháng 8 năm 2022 phân cam hình ảnh của chủ đầu tư và Ngô Lôi thấy sự kiện của thương hiệu Bouvier Gardi khi cả hai ăn tối trong cùng một khung hình. Call me the waitress. She was charging $2 a shot.